Trùng Mai Thúy Thái Lan phẫu thuật thẩm mỹ thành trai Hàn để trốn truy nã. Saharat Sawanachang, lấy bí danh là Chimin Cheong, đã bị bắt tại một chung cư ở Bangkok sau 3 tháng bị cảnh sát truy lùng với cáo buộc buôn lậu hơn 2,5 kg ma túy và 290 viên MDMA, thuốc lắc. Theo giới chức ở địa phương, thời điểm bị bắt, vẻ ngoài của nam thanh niên 25 tuổi này như trai Hàn, mái tóc hơi xoăn và làn da sáng mịn, không còn dấu vết nào của gương mặt ban đầu. Sau khi nhận dạng, cảnh sát xác định Chimin Cheong chính là Saharat Sawanachang, trùm ma túy 25 tuổi, đã cố biến mình thành trai đẹp Hàn Quốc bằng cách thay đổi tên cũng như trải qua nhiều cuộc phẫu thuật thẩm mỹ cho tới khi khuôn mặt hoàn toàn biến đổi. Ngoài ra, trùm ma túy này khai nhận có mối quan hệ trên khắp thế giới để tìm nguồn cung ma túy từ các web đen và thực hiện giao dịch bằng Bitcoin. Nhiều người cho rằng trùm ma túy này phẫu thuật thẩm mỹ xong không giống trai Hàn chút nào. Bạn nghĩ sao về trường hợp này? Hãy để lại nhận xét dưới phần comment nhé!